Cái tiếp theo nữa là quantity, là chất lượng. Chất lượng thì khi chất lượng càng cao thì thời gian sử dụng để tạo ra bức ảnh càng lớn. Đồng thời là chất lượng và chi tiết của bức ảnh nó sẽ càng tốt. Chất lượng thì nó không không ảnh hưởng đến độ phân giải, ví dụ là 1000 x 1000 hay 2000 hay 2000, nó không phải là upscale, nó là chi tiết ở bên trong bức ảnh. Ví dụ như là cũng là bức ảnh chụp ra từ cái máy ảnh cơ mà cái rất là đắt tiền với cả chụp trên điện thoại. Mình nhìn thì trông có vẻ giống nhau nhưng mà gì ạ? Nhưng mà cái chất lượng ở bên trong ấy, cái độ sâu, độ mịn thì nó lại khác nhau, đúng không ạ? Chứ không phải là kích thước đâu. Vẫn là cái bức ảnh chụp ra từ cái máy ảnh cơ, cái máy ảnh kỹ thuật số thì đưa ra về đúng cái khung hình giống như cái điện thoại thì nó vẫn nét hơn, vẫn đẹp hơn. Đó, đấy là gọi là chất lượng. Thì ở đây thì chúng ta có chất lượng là 0.25, 0.5, 1 đấy, và có thể lên đến 2. Đấy, nó tùy phiên bản, ví dụ phiên bản 4 này đấy, thì nó có chất lượng 1. Đấy, còn phiên bản 3 thì nó có chất lượng 2, tức là nó quality nó lên đến 2. Nhưng với phiên bản 4 thì nó chỉ dưới 1 thôi, từ 1 trở xuống thôi. Niji thì quality nó từ 1 trở xuống thôi. Nhá. Các cái phiên bản thì anh chị em đã học được buổi trước rồi đúng không ạ? Đấy, chúng ta biết được các cái phiên bản rồi. Để mà sử dụng cái phiên cái chất lượng này thì chúng ta có thể gạch gạch quantity hoặc là gạch gạch Q, xong đó là thêm cái giá trị vào. Giá trị của chúng ta nhớ là từ 0 cho đến 1, tức là gì ạ? 0.1, 0.2, 0.3. Đấy, thì đấy là cái dạng cái chỉ số chất lượng. Ví dụ ở đây, đấy là quantity là 0.25. Đấy, và 0.5, 0 đây là 1. Đấy, thì nó không những là gì ạ? Nó không những tạo ra những cái hình ảnh biến thể khác nhau mà nó còn thêm vào đấy những cái chi tiết nữa anh ạ. Nó thêm vào những cái chi tiết. Đấy. Đây là quality là 2 này, quality là 5 này. Và 5 là với các phiên bản trước thì nó mới lên quality 5, còn từ từ phiên bản 4 ấy, thì nó chỉ có quality 1 thôi nhá. Đó. Đấy, anh em thấy không ạ? Đó. Phiên bản 4 bây giờ nó cập nhật thì nó đến quality là 2 rồi anh chị em nhé. Quality phiên bản 4 bây giờ là 2 rồi. Đó.